chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Khoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi cưa xong hàng cây xà cừ thì ba của Hoa được ông nhờ đến đây để cưa thêm cây vú sữa. Do là ông bà ở đây chỉ có một mình thôi. Đây cây này thì nằm trên ở trong mái nhà luôn, nên cưa cho nó thấp xuống. Cây này thì cây vú sữa đang cho trái luôn. Do ông bà cũng lớn tuổi rồi nên không có bọc mấy trái vú sữa được. Nếu mà không bọc thì vú sữa sẽ dễ bị sâu ăn vào trong trái đó, làm hư. Nên nhờ em Cường cưa thấp xuống phía mái nhà để cho ông bà dễ làm về sau này. Và xin mời quý vị cùng theo dõi xem em Cường sẽ cưa dùng cây vú sữa này lại như thế nào nha. Ở phía trong đây là cái chuồng bò, không biết có nuôi bò không, chắc Hoa nghĩ là có. Buổi sáng là chắc dẫn bò đi cho ăn cỏ rồi. Ba của Hoa, chú Đường với anh Hiền thì ở phía dưới. Em còn đi lại để lên cưa trước rồi. Hơn cái máy ton này là ton thường, chứ mà ton bằng xi măng sợi nó thì rất là khó. Nhánh rớt xuống là nó bể ton liền. Ở xung quanh thì có trồng mấy cây cao su. Em Hoa cho quý vị xem cái mái tôn. Cái trụ ở phía dưới nó bị gãy rồi, ông có gàn cái mấy cọng sắt ở phía dưới nè. Bà của Hoa thì lấy cây thang đi ra phía trước của cây vú sữa, mà em còn thì phía trong. Cho anh Hiền lên. Bà của Hoa chỉ bắt thang thôi. Chắc nó né mấy cái đọt cây cao su bên đây, nó gieo vào phía trong sân nhà của ông bà thôi.
phần nhánh của em Cường thì còn trên mái nhà nên em treo cái phần nhánh đó. Cười giật hoài không nổ. Mấy cưa của em Cường mới giật chạy đó mà bây giờ sao không chạy nữa, em đổi mấy cưa. Nguyên phần nhánh bên em Cường luôn. Bên này thì anh Hiền cưa nhỏ nhỏ ra cho nó rớt trên mái nhà xong rồi hồi xuống mái nhà lùa xuống phía dưới.
hàng ở trên cưa cưa cối ra từ ba tấc luôn rồi. Chứ sữa tím. Ồ, bà kêu sữa tím. Chứ đừng mới bẻ. Vậy là cây uống sữa này cũng sữa tím rồi. Không phải sữa là gàng. Chứ sữa tím. À, em còn kích dây bên trên luôn. Do chứ đừng kéo phần, mấy phần nhánh trà dẹp ra phía ngoài này cho ông bà. Khi nào phần nhánh cột xong thì chú Đường sẽ kéo phụ với em Cường. Ồ, có chứ chính xác nhỉ. Có anh Cường. Đâu rồi? Nó bị chút quá rồi cả nhà. Cái nhánh nó có chín chú Đường ơi. Quá trời trái luôn. Nhưng mà nó còn cứng cứng chứ mềm. Cái khúc của anh thì sẽ cắt. Anh Hiền cưa trước chắc phần nhánh còn lại anh Hiền cũng leo lên cưa luôn á. Hiền ơi, quay qua bẻ chứ sữa chín kìa. Bên nhánh đó đó. Sâu ra Hiền ơi. Sâu ra. Cái gì mà bẻ bẻ chứ hả? Chứ Đường kiếm cu quẹ hơi sớm. Cu quẹ biết gì chưa? Mấy giờ này gặp cu quẹ rồi. Nhà có một trái u sữa chín ở phía trên đó. Bà có còn đang ngồi tâm sự với ông bà phía trong này ông bà. Hôm nay bà cũng khỏe à. Có lính giỏi đi theo. Hôm nay nói chuyện với ông với bà. Nhánh này nhá, thấy còn thấy có một cái chín rồi. Đây, còn cái trái chín nó lòi ra rồi. Rồi dập trái chín luôn rồi. Dập trái chín là được. Nè trái quá nhiều mà ông bà lớn tuổi rồi đâu có bột trái được. Trái nhỏ nhỏ là nó chín rồi. Trái này là trái nãy hoa cầm. Đây là ông bà nào qua vào quay cho quý vị xem. Dạ. Ở nhà con có vú sữa. Ở nhà con có vú sữa là anh Tư. Tư không ăn đâu. Vậy ba ăn đi, ba hưởng đi. Trời ơi. Vậy để hồi lát thưởng cho cho hai đệ tử. Tái mùa mà trái hái từ sắc vậy. Dạ. Cao quá, hái không có hết. Cái dạ. Dạ. Sữa nâu này nó ít bị sâu lắm, như nó cái màu này nó dày vỏ. Dạ. Nó dày vỏ lắm. Dạ. Dạ. Chín là đen thui luôn á. Dạ. Chín là đen thui luôn. Ờ, cái này chắc thì bỏ hái rồi. Đó. Đó rồi. Nó ngọt quá chứ. Cái sữa mà nó ngọt nó lên nó thơm vậy mà. Cái này nó ngọt. Có thui. Nó dập. Ở đây có cây. Cái sơ mô bự dữ. Em Cường đu đu gió quơ qua khó mấy nhà. Này ơi, lại đảo phụ ra dùm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một lóng luôn chứ, một lóng luôn. Lóng nữa không? Một lóng của cái gừa cây cao á. Đó cái đó nữa vậy rồi. Bằng cái đó. Mà em còn dục dây luôn rồi, bây giờ cứ cầm từng lóng xuống. Đã cưa xong phòng phía dưới rồi, bây giờ tiếp tục leo lên phòng phía trên. Phải bọc được thì bán nhiều tiền lắm. Bự luôn anh. Treo xuống cho lát ruộng dưới đây tỉa ra chứ con quăng nó giục tay cái nó sụm con à. Làm gì nó lâu nữa. Treo cho xuống mấy nhà rồi em cường cưa nhỏ. Nó cắt tới đó rồi nó liệm đi lên. Làm gì mất sức lắm. Ồ cho chín nhóc đi kìa. Dạ, anh Hiền đợi em còn cứ xích xuống thế này chút xíu rồi hãy sợi dây lên cho anh Hiền. Máy cưa vừa cưa xong là tắt máy à, hay thiệt chứ. Mất núm vô. Mất cái nấu núm bơm xăng lên. Vậy chưa rồi nghỉ đi chú Ba ơi. Kêu Ba cũng hoa bằng chú Ba. Ờ.
À, anh Hiền xuống cho em Cường lên nè. Hộ dân làm rễ thế này. Ừ, đây nè, đây nè. Ba con ở trong bình. Nha. Con không biết tên ổng bả, biết nhà năm thử à. Con ai thằng, nó màu trắng. Nó dạ. Ổng ăn rễ thứ năm con. Ừ. À, con có gì vậy thằng? Đó, cái hàng tay nó giận hổ nó. Dạ. Nó con là cậu. Những ngày này là của ba con thôi. Ở dưới mình đi lên đó là em. Dạ. Nhà của ba hồi xưa đi chú ba đi xuống là con theo ba con đi hồi con mười mấy tuổi điểu cái con leo cây con dở cưa thì con cưa dưới đất con cưa giỏi lắm. Hôm nay được cưa bao mấy rồi? Còn 40 rồi. Hai bên rồi. Hai bên 13 rồi. Mới mốt con về Tiền Giang đi chú kiếm bà nào là làm mai cho con nha. Có không? Có. Có nè. Không ai đền nữa. Đẩy rồi mau cho ăn luôn. Quá trời trái nó rớt như mai toàn. Có trái chín vậy anh Hiền. Để xuống đây nó dập hết á. Chín nè. Tím nghiệm tìm sim luôn. Rồi cao quá có. Cái sẹo ngoài khỏi leo qua, khỏi leo vô đây dọn giống. Không được cái tiếng. À, em còn cột thêm cái sợi dây để cho điều chú đường điều khiển ra phía ngoài. Phần đọt này thì nằm giữa mái tôn luôn. Ví dụ vậy anh quýnh tôi có chết, anh cũng phải lết. Chứ lẽ ai đứng xong cho mình hết không? Ngắn mồ quá trời quá. Lên. Xả hơi dùng. Nó dùng dữ vậy anh Hiền.
này do là nó có trái nhiều nó mới giật mạnh vậy đó, chứ mà không có trái thì nhánh lá nó cũng không có nặng gì nhiều. Ngoài trên luôn rồi. Này còn cái phần này ba của Hoa nói là cột ở phía trên ngọn và cột phía dưới chân. Xong rồi kéo nguyên cái phần ngọn đi luôn. Này quét mấy phần lá ở phía trên cho ông luôn. Để nó ủ như vậy mưa xuống là làm một ton luôn. Này em cường chia ra cắt làm hai lần à. Cái phần cây nó cong cong mà. Một gỗ quà. Chú xuống tặng gỗ quà. Gỗ với sữa sống. Tiếp. Ăn hết trơn còn cái vỏ ngoài rồi. Hết rồi. Hả? Cái thay xuống. Cái chỗ không có không? Cái một cái cọng dây nữa. Cái cọng này nó nghiêng ra ngoài. Chứ đường kêu ba cũng hàng vào trong nhịn vào. Bây giờ có hàng dây có 100 gram chứ có nhiều đâu mà. Để nó dướng nhẹ cái là nó ruộng nguyên cái hàng rào luôn. Mệt lắm. Tao tay. Xong vậy. Có vỗ quà đó. Đứng ở ngay đó thì nguy hiểm, ba con Hoa lấy sợi dây kéo gịch vô trong. Cá phụ cái hèn. Thưởng tháng 13 hả? Ừ. Lương tháng 13. Lương tháng 13. Con nước phụ cho xuống đây cô. Bỏ xéo qua bên Hoa đứng là cái chân nó mới đi ngang. Chạc chân xuống dưới một cái. Yeah, look.
Phía bên này thì em cường quét, nãy anh Hiền quét bên kia xong rồi. Nhà vợ kêu quét nhà dễ gì quét. Bà có bà nhóm cũng đã cưa xong rồi, chỉ cưa như vậy thôi, không có cưa sát gốc. Thôi cũng xin phép tạm dừng video tại đây, hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ, và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.